Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm, đó là chuyên để trà lốp xe. Đó là cái cây chổi để trà vỏ xe hơi hoặc xe máy thì được. Như các bạn thấy ở đây thì nó là bằng các sợi cước, có cái tay nòng rất là dễ để sử dụng. Cái phần bàn chải cước này thì người ta thiết kế là có một cái đường lượng ôm vào với các bánh xe. Các bạn thì cầm vào đây trà trực tiếp lên bánh xe. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên hotline, trên video hoặc là truy cập vào tadico.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.